Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha mọi người. Thì tiếp tục video chị hôm nay thì Đại sẽ lên giới thiệu cho mọi người con máy là Mitsubishi nha. Thì TL261 mọi người. Và con này là 26cc bê tông là 33 ly ha. Rồi thì mọi người nhìn thấy tại sao cái này nó để tem Maru đúng không? Mà Đại lại nói là Mitsubishi. Thì thật sự là cái tem nó dán mọi người cây cằn nó đặt ngày làm. Cái máy Mitsubishi nhưng mà phải để cái tên cái tem là của nó ha. Đó rồi, nhưng mà nó là cái tem này thôi, nhưng mà nó là tên là 261 mọi người. Rồi khi mọi người mua máy bên Đại thì đầu tiên ta sẽ bao ship với tất cả mọi người là toàn quốc ha. Hàng đến thì mọi người cứ test kiểm tra cũng làm mọi người vô tư. Rồi tiếp theo thì Đại sẽ bảo hành máy cho mọi người là 1 năm sử dụng, nữa là 6 tháng nha. Đó, về bên cạnh đó thì tặng kèm thì Đại sẽ tặng kèm cho tất cả mọi người là 5 món nha. Thì ở đây là có một cái, thứ nhất là một cái ổ phát cước nè, thứ hai là một cái bugi bãi NGK là hoặc là trăm bông, thứ ba là một cái tiếp mở bugi, thứ tư là một cái sợi dây đeo Nhật bãi mọi người, cuối cùng thứ năm là một cái lưỡi dao Makata, rồi dày 1,5 ly ha. Đó, rồi để Đại quay chi tiết con máy ở ngoài cho mọi người xem, thì Đại sẽ ghép một đoạn video vô cái lúc mà Đại có vệ sinh là Đại quay lại á mọi người, để cho mọi người xem cho nó dễ ha. Rồi thì con này chỉ có cái là bình xăng lớn nó bể thôi mọi người, nhưng mà máy móc rất là đẹp luôn nha. Đó, cái bình xăng lớn của nó nè, mọi người nó bể rồi nè, bể bánh chưa. Đó, Đại vô bình xăng lớn là bình xăng mới, dây xăng thì là dây xăng Thái ha. Nói chung là mấy cái cao su xăng thì cũng là loại tốt mọi người. Nói chung là không phải mình nói hay ho gì, nhưng mà mình làm thì cái nào nó chỉnh chu cho mọi người ha. Đó, làm về mọi người chỉ cái việc sử dụng thôi. Máy móc rất là đẹp mọi người thấy cái dàn lốc thôi, trắng tư luôn ha. Nè, chế quanh gồi zin hai kim nè, mọi người coi cái chế nó mới đến mức độ này nè, thấy chưa. Đó, thì bô e là zin của nó ha, nguyên bản ha, không có đụng chạm. Đó, chỗ này là đóng le bỏ le nằm đây nha. Đó, áo rất là đẹp nha mọi người, máy để không có bắn bóng nha. Coi cái bể bình xăng quá ổn nè, mọi người nhìn máy ha, rất là liền nè mọi người. Máy thì bao cho mọi người là đẹp xin hết nè, mọi người thấy ở trong rồi, thấy chưa. À, thì nó hơi bị ngược sáng nha mọi người, nhưng mà máy bao cho mọi người là đẹp xin nguyên bản hết ha. Đây công tắc nè, công tắc nằm trên cái áo luôn ha. Đây nó có hướng dẫn cảnh báo an toàn này kia, rồi tất cả đầy đủ hết mọi người. Tum thì hoặc tum này là nó sẽ tum, nó không có sơn nha, tại vì nó đi theo cái cây cần này mọi người, nó không có sơn. Đó thì đây đã gắn thêm cái chân chống nè để bảo vệ bình xăng ha, cho nhìn nó cao ráo lên cho nó sạch sẽ, nó đẹp mọi người. Rồi thùng xăng lớn hay thùng dày luôn, chung này đồ mới, nhưng mà đồ mới là phải lựa đồ dày chứ không phải đồ mới mà mua mỏng để cắt cái chi phí lại để bán cho mọi người nha. Đại không có chơi màn đó ha. Đó thì đây mọi người thấy cái tem led nè, đây là TL ha. Đó, đây là TL261 nè. Đó, series này kia thì có đầy đủ nè, mọi người có thể chụp hình lại ha. Đây, 0259 02 5, tại ngược mọi người lại quay không được, mọi người chụp hình ở đi. Rồi cần nè, cần máy luôn thấy chưa, đi theo cái tem nó luôn nè, MB2603 nè, thấy chưa, M nè. Đó thì tay lái thì tay ga chết ha, nguyên theo của nó hết mọi người, dây ga gin nè. Đó, chi tiết cho mọi người hết ha. Mắt dây đeo thì của nó nằm ở đây, thì cần bỗng rất là đẹp luôn ha. Chân cỏ Nhật Bản, chân cỏ zin nè. Thì vô là vô vậy luôn mọi người. Rồi đầu bò chén bát nguyên zin, có chén úp ngược để chống bắn cỏ lên cùm nè. Thì ở dưới này thì Đại có thêm vô cái chống mòn ốc ở đây ha. Đó, đầy đủ hết, đầu bò này kia đầu lăn im ru hết nha mọi người, bao ha, bao im cho mọi người ha. Rồi thì bây giờ Đại xin mời mọi người xem cái một đoạn video để ghép vô cái phần mà Đại mở quay trong mọi người. Nè mọi người coi máy ốc nè, nó vàng ôm hết, zin của nó hết nha, không có đụng chạm ha. Rồi thì cái này là bên trong của máy nha mọi người, thì để quay cho mọi người xem ha. Thì đầu tiên là cái chụp giật nè, đó, chụp giật nguyên zin hết ha, nè, dây bọng rất là đẹp luôn nha. Đây dây nè, sắn bóc thấy chưa, này con này nó không có trợ lực nha. Đó, thì có cái bình xăng lớn nó bể nha mọi người nha, máy đẹp nhưng mà bể bình xăng lớn, bình xăng nó bể rồi nè, một lỗ rồi nè mọi người, quá trời uống luôn. Đó, rồi về cái áo thì đây, ở từ trong ra ngoài rất là đẹp ha, áo sống nó nguyên zin hết nha mọi người, zin đẹp hết cho mọi người nha.
thì hàng này bán thì đây để làm là đâu đó rõ ràng ha, mình người thật việc thật nha, chứ không có ba làm gian làm dối nha. Rồi cây cần thì cây cần của nó là mọi người, thì cái đời này nó xài cái cần thứ gì nè mọi người, nè cần chu nguyên zin hết nè, thấy chưa, rất là đẹp luôn nha mọi người đó. Rồi tới mấy cái phụ kiện linh tinh của nó thì đây đầy đủ hết, hai con ốc bô nè mọi người, zin hết nha. Rồi cái bô nè, bô rất là đẹp luôn ha, có sao thì quay vậy thôi. Rồi về phần máy, máy móc thì nguyên zin hết đây, máy đẹp từng chi tiết luôn, thấy chưa. Đó, bao cho mọi người nguyên zin hết ha, chó giật coi nè, bảy màu luôn nha mọi người ha, lóc đóng mắc in cho băng nè. Thì nói chung là để lấy con này lý do là nó quá đẹp mọi người, nó bảy bình xăng nhưng mà nó bù lại cái nó đẹp nha, nè dàn lóc mọi người thấy nè, uy tín chưa, hai cùi xong nè mọi người, còn vàng nữa, còn vàng tư luôn đây, mang ốc đồ này kia mọi người thấy nè, rất là đẹp nha. Đây, cái tâm sao thì bố vọng dậy bịch nguyên zin hết, thì đời này nó mặc tâm trắng mọi người nè. Thì đây rửa nó không có chà nha, đây rửa nó ra không ra thì nó bận bận, mọi người cũng thông cảm, nói chung để không có tốt nhiều đâu, quan trọng là cái chắc máy thôi. Bố nè, dậy bịch nè, IC zin nè, IC Ikenda ha, hai ốc là mọi người thấy hai ốc vàng tư luôn, thấy chưa, chế quanh rồ zin hai kim ha. Rất là đẹp nha, vàng tư hết, chung mà con này dàn lóc và khỏi chê nè, đồng có đóng số 26 thấy chưa, ốc mà chưa xét con nào hết mọi người nè, rất là đẹp nha. Số xe ghi thì đây là 261, số xe ghi là 025 925 900 nha mọi người. Rồi để quay cái trái bê tông cho mọi người xem ha. Rồi đây thì quay cho mọi người coi nè, đầu đỉnh bê tông chưa đóng khói luôn nha mọi người, đây nguyên zin nha, không có đụng chạm nha, nói trước báo trước là đã không có đụng chạm trong này à. Đấy, để mọi người nói khi không biết nó rửa bọng này kia nó tội nghiệp đại đó, để mọi người xem ha. Rồi đấy, bao chuẩn cho mọi người nha. Để gáp lại thì để test cho mọi người nghe tiếng máy nha. Nói rồi thì mọi người cũng xem chi tiết ở trong rồi ha. Đó, thì tiếp theo thì đã sẽ test nổ cho mọi người nghe tiếng máy nha. Con này là bình xăng lớn, zin nó thì nó đẹp, còn thứ gì chịu nổi thì con này nó không có gì trợ lực nha mọi người. Dây nè, dây mọi người thấy không, trắng tinh, nói chung là đợi làm máy đây không có xẻ áp nha. Rồi bơm xăng lên ha, đóng le nè, lên ga nè, rồi máy nổ rồi đó mọi người. Hết dây nữa mọi người, hết trơn dây luôn nha, ngã vô chút nè, nhưng là qua gấp là chạy mọi người. Cái này lấy tay về, lấy tay mà quay được ha, quay quay qua cái gấp cũng chạy nữa mọi người, phát lụm ha. Trong này thì mọi người biết nó tiết kiệm xăng cực kỳ ha, không có giới thiệu nhiều đâu mọi người.
đen hết nha, ốc trên đầu chưa xếp luôn nè mọi người thấy không. Chung là không có hai ốc nổi ốc gì đâu mọi người, chung là zin hết theo của nó ha. Là ốc tiếp đồ mọi người thấy nè, nguyên zin hết chưa, rất là đẹp mọi người đó. Nha, dừng lại ha. Hết kêu quá đã nè, cực kỳ êm nhau rồi đó. Rồi video đã xin kết thúc ở đây nha, đã xin chào mọi người và hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha, bye bye.